Phật nào đại diện cho sự từ bi trí tuệ và chào đón chúng ta ở thế giới cực lạc, nơi không còn khổ đau. Đó chính là Đức Phật A Di Đà, hay còn gọi là Vô Lượng Quang Phật hay Vô Lượng Thọ Phật. Ngài là hiện thân của ánh sáng vô lượng, trí tuệ vô biên và lòng từ bi vô hạn. Thờ phụng tượng Phật A Di Đà không chỉ đơn thuần là nghi lễ tôn giáo mà còn là pháp môn tu tập giúp chúng ta đạt được nhiều lợi lạc. Đó là cách để chúng ta gieo trồng công đức, mang lại phước báu cho bản thân và gia đình. Để việc thờ phụng đúng cách tại tư gia, quý bạn nên đặt tôn tượng Phật A Di Đà ở nơi trang nghiêm, sạch sẽ, tránh những không gian riêng tư. Hãy tìm hiểu và thực hiện đúng các nghi thức thờ cúng, từ việc chọn ngày lành tháng tốt để an vị Phật, đến việc dâng hương, hoa quả và tụng kinh. Bửu Liên tự hào mang đến những tác phẩm tôn tượng Phật A Di Đà chất lượng, giúp quý Phật tử có thể bày tỏ lòng thành kính và tôn nghiêm đối với người. Bửu Liên kính mời chư tôn đức, tăng ni, quý Phật tử và quý khách hàng đến tham quan showroom Bửu Liên tại thành phố Hồ Chí Minh để chiêm ngưỡng tận mắt vẻ đẹp tinh tế của tôn tượng Phật A Di Đà, đồng thời thể hiện lòng thành kính và tôn nghiêm đối với Phật trong không gian văn hóa nghệ thuật đầy ấm cúng. Di sản không gian Phật giáo Bửu Liên hy vọng sẽ có cơ hội đồng hành cùng quý bạn trên hành trình tu tập và tìm kiếm sự bình an đích thực. Bửu Liên, di sản không gian Phật giáo.